Kính thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã trở nên quá quen thuộc với mọi người, gần như ai cũng đã từng mắc phải Covid-19 một lần. Trước tình hình như vậy, nhiều người đã ra câu hỏi, tại sao Bộ Y tế vẫn chưa đề xuất công bố hết dịch? Đứng trước câu hỏi trên, Bộ Y tế đã lên tiếng nêu những lý do chưa thể công bố hết dịch. Tại dự thảo Bộ Y tế cho biết tỷ lệ tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, nhưng vẫn ghi nhận trường hợp tử vong và bệnh nặng đang được theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, để công bố hết dịch, cần dựa theo căn cứ pháp lý và phải đáp ứng điều kiện như sau. 1. Triển khai các biện pháp chống dịch, quy định tại điểm B khoảng 1, điều 40 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. 2. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau 28 ngày. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, ghi nhận số ca mắc giảm mạnh, còn khoảng trên 1.000 ca một ngày. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Một số nước có xu hướng gia tăng trở lại, virus liên tục biến đổi và ghi nhận các biến thể mới, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Bộ Y tế nhận định, khi công bố hết dịch COVID-19 tại Việt Nam, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, nếu dịch xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế, khi đó việc kích hoạt đáp ứng với các biện pháp y tế xã hội sẽ trở nên bị động. Nhân viên y tế thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 không được hưởng chế độ phụ cấp phòng chống dịch bệnh, truyền nhiễm nhóm A, người bệnh sẽ không được hưởng chi trả điều trị COVID-19 miễn phí, đặc biệt là người bệnh ở vùng sâu vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chúng ta không có cơ chế áp dụng đặc thù đối với vaccine phòng COVID-19 sử dụng trong tình trạng khẩn cấp. Việc huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, tổ chức doanh nghiệp sẽ khó khăn, người dân không được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, người dân sẽ chủ quan lơ là trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, không thực hiện chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Về lý do chưa thể có COVID-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam, Bộ Y tế cho hay, theo các tài liệu về dịch tễ trong nước và trên thế giới, đặc biệt là của WHO, bệnh lưu hành là sự xuất hiện một cách ổn định của bệnh dịch hoặc tác nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc nhóm quần thể dân số nhất định, hoặc còn hướng đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp của một bệnh dịch trong một khu vực hoặc quần thể dân số nhất định. Như vậy, một bệnh được coi là lưu hành khi có các tiêu chí có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh. Do đó, sau khoảng thời gian đủ lớn, dịch có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào, cần thêm thời gian để theo dõi đánh giá tính ổn định cũng như sự thay đổi của tác nhân gây bệnh. Bộ Y tế cho biết, qua trao đổi với WHO ngày 19 tháng 5, chưa có quốc gia nào trên thế giới báo cáo về WHO về chính thức công bố coi COVID-19 là bệnh lưu hành. WHO nhận định dịch COVID-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành. Ngày 31 tháng 3, WHO đã đưa ra kế hoạch nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022, với điều kiện cơ bản là tỷ lệ bao phủ vaccine đạt trên 70% dân số trên phạm vi toàn cầu và kiểm soát được số ca mắc mới và tử vong đứng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh như hiện nay mặc dù bộ y tế vẫn chưa công bố hết dịch song người dân cần nghiêm túc hơn trong việc phòng tránh dịch bệnh không nên chủ quan lơ là đề phòng phòng dịch bùng phát trở lại